Chào mừng các bạn đến với ATX Central và Ngọc Automation. Nội dung này mình muốn giới thiệu cho các bạn về cái máy chủ và máy khách trong WinEC Server and Client. Máy chủ và máy khách là gì? Tức là các bạn chỉ cần một máy chủ và các bạn có rất chi là nhiều máy khách điều khiển ở các nơi, các vị trí khác nhau. Ví dụ như trạm điều khiển trung tâm thì các bạn có một trạm điều khiển khác và muốn điều khiển cái dữ liệu từ cái trạm điều khiển trung tâm này bằng cái một cái màn hình khác. Nói chung là các bạn có nhiều màn hình và điều khiển một cái hệ thống. Thì đây chính là cái nội dung của máy chủ và máy khách trong WinEC Server and Client. Thì ở đây điều đầu tiên các bạn phải cần phải làm đó chính là kết nối hệ thống mạng giữa các máy tính với nhau. Ví dụ mình cho cái con này là con server đi, thì con bên cạnh đó chính là con client. Và ngoài ra thì các bạn còn có thể là bố trí thêm các cái server, các cái client khác. Và điều đặc biệt là các bạn cần phải có cái switch để chia cộng mạng, vân vân, đúng không? Ở đây mình trong cái nội dung của bài này mình sử dụng hai cái máy tính, hai cái laptop. Và ở đây mình đang điều khiển một cái máy khách khác. Máy khách này thì địa chỉ của máy khách này là bao nhiêu? Là 10.198.201.46. Và địa chỉ của máy chủ là bao nhiêu? Địa chỉ cộng mạng đấy. Địa chỉ mạng 10.198.201.245. Tức là các bạn phải cấu hình cái địa chỉ IP là phải tương tự nhau và chỉ có số cuối cùng. Tức là số này phải khác nhau. Máy chủ là 45 thì máy khách là phải là 46 hoặc bao nhiêu đến 254 là được. Ok, mình tắt. Và đây chính là cái màn hình điều khiển của máy khách này. Quay lại với máy chủ này, cũng có cái màn hình điều khiển của máy chủ. Tương tự nhau, hai cái máy tương tự nhau. Đấy. Ví dụ như ở máy chủ là mình chọn cái mark trộn 1 đi nhá. Thì các thông số là như thế này. Và mình chọn cái tổng trọng lượng là 558. Thì các bạn chạy sang máy khách kiểm tra xem. Đấy, cũng là 558 và mark trộn 1, tại vì mình không cấu hình cho cái này cho nên nó không nhạy. Và các bạn đổi thành mark trộn 2, ví dụ như mình đổi thành 5 đi nhé. Đá là 5 này, cát là 10 này, nước là 15 này, phụ gia là 20 này, xi măng là 25 đi. Thì ở đây mình thay đổi các cái thông số trên graphic, trên runtime của cái client và quay lại cái máy chủ đi. Thì cũng tương tự như vậy, 5, 10, 15, 20, 25. Đấy, các thông số của trên máy chủ cũng thay đổi theo. Và ví dụ như các bạn muốn sửa đổi hay là thêm bớt một cái nào đó, cái object nào đó, thì các bạn chỉ cần thao tác trên máy chủ là được. Ví dụ mình thêm một cái hình chữ nhật nhé. Cho mình lưu lại. Tiếp tục chạy runtime. Ok, ở trên cái máy chủ, cái graphic của máy chủ là có một hình chữ nhật rồi. Các bạn quay về máy khách và kiểm tra xem. Ở đây chưa có, đúng không? Thì các bạn vào cái graphic chạy lại. Các bạn có thể cài đặt một cái nút fresh. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn chỉ cần chạy lại cái runtime là nó xuất hiện ở trên cái này rồi. Thì các thông số số thay đổi. Thì các thông số thay đổi ở trên graphic của cái client thì nó cũng thay đổi graphic ở trên cái server. Thì đây chính là cái nội dung mà mình muốn truyền đạt cho các bạn trong cái server, trong cái nội dung về server và client trong WinEC. Làm sao để mà tạo nó thì các bạn hãy đăng ký khóa học WinEC. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.